chủ tịch vừa đến phòng làm việc đã nhận được một đơn chuyển phát nhanh. Bên trong lại là một em bé sơ sinh vừa mới chào đời, còn có thêm một bức thư mà vợ cũ viết. Cố Khinh Chu, đây là con của anh, con bé còn yếu, mong anh đối xử tốt với con. Người đàn ông hỏi trợ lý vợ cũ đã đi đâu rồi. Trợ lý trả lời phu nhân khó sinh nên đã qua đời, đã chôn ở khu đất phía nam rồi. Cho dù là không yêu người phụ nữ này, nhưng chủ tịch vẫn bị dọa cho một cú. Thì ra chủ tịch và vợ kết hôn được 2 năm nhưng không hề gặp nhau. Chỉ là vì anh không hề yêu người phụ nữ này, lấy cô ấy là vì cô ấy chính là ân nhân cứu bà nội, cho nên mới miễn cưỡng đồng ý kết hôn 1 năm. Lúc này đã đến thời hạn 1 năm, anh nhắc đến chuyện ly hôn, nhưng người vợ lại nói, ly hôn được thôi, nhưng có món đồ anh phải trả lại cho tôi. Đồ gì? Đêm tân hôn. Sau khi bù đắp được đêm tân hôn, người phụ nữ để lại một tờ đơn ly hôn sau đó rời khỏi. Dù thế nào đi chăng nữa, phải tìm bằng được Tô Tửu cho tôi. Người phụ nữ đi đã có 2 đứa con trong mình. 10 tháng sau, cô ấy sinh một cặp song sinh ở bệnh viện. Biết được chồng cũ luôn tìm kiếm cô, nhưng bé gái vừa chào đời sức khỏe đã yếu. Không còn cách nào, cô chỉ đành nghe lời khuyên của bạn, giao bé gái ốm yếu cho chồng cũ nuôi, còn bản thân mình thì giả vờ chết, đưa con trai qua nước ngoài. 5 năm sau, người phụ nữ bỏ vết sẹo trên mặt, đưa cậu con trai 5 tuổi về nước, chính là để tìm cô con gái năm đó đã giao cho chồng cũ. Mẹ ơi, lần này chúng ta về nước có thể gặp em gái sao ạ? Đương nhiên là được rồi. Vâng. Mẹ ơi, chúng ta cùng đưa em đi theo nhé ạ. Ba người chúng ta cùng qua nước ngoài sống. Con yêu, chẳng phải con muốn bố sao? Mặc dù đó là bố của con, nhưng mà dám bắt nạt mẹ, con không nhận người đàn ông xấu xa đó là bố nữa. Thật ra, anh ấy cũng chẳng hề bắt nạt mẹ. Rõ ràng bố bắt nạt mẹ mà. Nếu không sao mẹ lại buồn như vậy chứ? Thế nhưng vừa đến khách sạn làm thủ tục ở lại, đã nhìn thấy chồng cũ bế cô con gái 5 tuổi đến khách sạn. Bé gái Cố Khinh Chu bế chắc là con gái của mình rồi. Nhìn con bé có vẻ rất khỏe mạnh, cũng rất xinh đẹp. Bé gái này sao có nét giống mình thế nhỉ? Lẽ nào là em gái của mình sao? Vậy chú đó, nhất định chính là bố đẻ của mình rồi. Khi cô ấy đang lo lắng chồng cũ có thể nhận ra mình, nhưng anh ta lại chẳng hề để ý đến cô, cứ thế bước qua nhau. Bởi vì vết sẹo trong quá khứ ấy, chồng cũ không hề nhận ra người phụ nữ này chính là vợ cũ của mình. Gặp ma à? Mình thấy bóng lưng người phụ nữ này rất giống với Tô Tửu. Rõ ràng Tô Tửu 5 năm trước đẻ ra Điềm Điềm, khó sinh mất nhiều máu nên mất rồi mà. Cố Tổng, anh ưng người phụ nữ xinh đẹp đó đấy ạ. Tìm được thần y chưa? Cố Tổng, định vị của thần y đột nhiên mất rồi. Theo người ta thôi mà làm không được. Nhưng mà tôi đã tiêu rất nhiều tiền để tìm anh của anh ấy. Tin chắc rằng sẽ rất nhanh có được tin tức mà thôi. Tiếp tục tìm đi. Phải tìm bằng được anh ta đến khám bệnh cho bà tôi. Đã hiểu Cố Tổng, nhưng chủ tịch không hề biết, thần y mà anh cật lực tìm kiếm lại chính là vợ cũ của anh. Alo. Tiểu Tửu, tớ đã thay cậu tạm thời tắt định vị rồi đó. Có điều cậu phải cẩn thận. Cố Khinh Chu đang tìm kiếm tin tức của cậu khắp thế giới. Bỏ ra bao nhiêu tiền để tìm ảnh cậu đó? Lần này tìm không được cậu, sợ là không bỏ cuộc đâu. Vậy phải xem anh ta có bản lĩnh này hay không. Chi bằng cậu đi chữa bệnh cho bà nội của anh ta đi, không chừng anh ta sẽ cảm động, cùng cậu nối lại tình xưa ấy chứ. Cái gì mà nối lại tình xưa cơ chứ? Anh ta không lột da tớ là may ấy. Lạc 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 lạc. Căng rồi, lạc lạc khéo ở bên ngoài rồi. Tớ đi tìm thằng bé cái. Đồ xấu xa dám bắt nạt mẹ cháu, nhận cái chết đi. Xin lỗi nhé ạ. Là người phụ nữ gặp ở sảnh khách sạn. Sao anh ta nhìn mình chằm chằm vậy? Không phải là nhận ra mình rồi đó chứ? Xin lỗi nhé. Con trai tôi còn nhỏ không hiểu chuyện. Con trai cô ạ. Vest của anh bao nhiêu tiền? Tôi đền cho anh nhé. 500 triệu. 500 triệu. Anh tính ăn cướp đấy ạ. Áo vest của Cố Tổng chúng tôi là do chính nhà thiết kế Kimi nổi tiếng quốc tế làm đó. Số lượng trên thế giới chỉ có 10 chiếc thôi. Để tôi nghĩ cách đền vậy. Bố à, có thể không bắt mẹ đền được không ạ? Tiểu thư Điềm Điềm đã chủ động nói chuyện rồi này. Trước đây bé gái này không biết nói sao. Đại tiểu thư của chúng tôi từ nhỏ đã không thích chủ động nói chuyện giao lưu với người khác rồi. Bố à, xin bố đó. Mẹ ơi. Điềm Điềm, cô ấy không phải mẹ của con. Mẹ ơi. Con yêu, xin lỗi con. Đều là lỗi của gì? Mẹ ơi, mẹ đừng buồn nhé. Điềm Điềm không sao cả. Nhìn mẹ đau lòng như vậy, bé gái này nhất định là em gái của mình rồi. Không được, mình phải nghĩ cách, phải thay mẹ lấy lại em gái từ tay bố mới được. Buông con gái của tôi ra. Xin lỗi nhé, tôi nhìn con bé lại nhớ đến con gái của tôi. Có chút thất lễ, tôi thấy cô nhớ đến con gái của cô là giả, còn tiếp cận con gái của tôi là thật. Tôi tiếp cận anh sao? Tránh xa con gái tôi ra một chút, tôi không có hứng thú với cô.
Anh yên tâm đi, anh cũng chẳng phải hình mẫu lý tưởng của tôi đâu. Không được, mình phải nghĩ cách sớm đưa Điềm Điềm về bên mình. Nhưng có cách gì để vào được Cố gia chứ? Trách Cam kia đi. Lại là người phụ nữ đó à? Sao nào, con lợi hại không? Lợi hại. Được rồi, con đi chơi đi. Cố Khinh Chu xin lỗi nhé. Để tôi có cơ hội chăm sóc cho Điềm Điềm. Chỉ đành hy sinh con xe đẹp của anh thôi. Anh Cố, sao anh lại đến đây? Này cô, con trai của cô vẽ hỏng xe của ông chủ tôi. Video đã có ở trong điện thoại của tôi rồi. Chuyện này thật sự xin lỗi rất nhiều ạ. Con trai tôi còn nhỏ nên không hiểu chuyện. Vừa rồi con trai cô làm hỏng áo vest của tôi. Tôi nể tình con gái của tôi, chẳng có so đo tính toán với cô làm cái gì cả. Bây giờ con trai của cô lại còn phá xe của tôi nữa. Chuyện này giải quyết thế nào đây? Đền đương nhiên là đền rồi. Tính cả tiền vest nữa, tôi đền cả thể cho anh. Con trai tôi sai, tôi làm mẹ nên không thể chối bỏ trách nhiệm được. Người phụ nữ này rốt cuộc muốn làm cái gì đây? Chi phí sửa xe ít nhất cũng phải 20 triệu. Vậy tổng cộng là 520 triệu sao? Có bán cả hai mẹ con tôi đi, chúng tôi cũng đền không nổi. Anh Cố, nếu không thì anh cho tôi đến nhà anh làm giúp việc đi, làm việc để đền cho anh. Thì ra cô ta làm như vậy là có chủ ý. Cô ta với những người phụ nữ khác ở bên ngoài tiếp cận mình, đúng là chẳng khác tí nào. Anh thấy kiến nghị của tôi như thế nào? Kỳ lạ thật, rõ ràng cô ta và người phụ nữ xấu Tô Tửu diện mạo không giống. Mỗi lần nhìn thấy cô ta mình lại nghĩ đến Tô Tửu. Đồng ý tôi, mau chóng đồng ý tôi. Không thì sao? Vậy 520 triệu anh không cần nữa à? Cần. Anh cần thì anh suy nghĩ đi. Anh cho tôi đi làm bảo mẫu cho con gái anh. Tiền lương thì tùy anh đấy. Đưa cô ta số thẻ. Vâng Cố tổng, 6 giờ sáng ngày mai tiền mà không vào tài khoản, tôi sẽ bảo luật sư tập đoàn Cố Thị đích thân gửi thư đưa cô ra tòa. Tên đàn ông chó chết này. Mẹ ơi, kế hoạch thất bại. Có phải chúng ta không thể đi đón em về bên chúng ta không? Vốn dĩ nghĩ rằng chuyện này làm vậy có thể thành công. Không ngờ bố của con lại chơi con bài như vậy. Có điều không sao hết, mẹ sẽ không từ bỏ đâu. Mẹ nhất định sẽ nghĩ cách, cố gắng đưa em gái con về bên chúng ta. Mẹ ơi! Điềm Điềm! Cô ta không thể nào là Tô Tửu đó chứ. 5 năm trước Tô Tửu đã chôn cất rồi mà. Alo! Cố tổng không ổn rồi, không thấy tiểu thư Điềm Điềm đâu cả. Về biệt thự. Điềm Điềm sao con lại một mình chạy ra ngoài? Rất nguy hiểm đó con có biết không? Lần sau không được như vậy. Mẹ ơi, con rất nhớ mẹ đó, cho nên mới lén lút chạy đi gặp mẹ. Mẹ đừng giận con nhé, sau này con sẽ ngoan ngoãn. Con yêu ạ, thật sự xin lỗi con. Mẹ không nên ích kỷ giao con cho bố như vậy. Lúc đầu mẹ nên đưa con đi cùng mẹ. Mẹ thật sự là mẹ của Điềm Điềm sao? Em gái mẹ thật sự là mẹ của em đó. Quá tốt rồi, Điềm Điềm không phải là đứa bé hoang không có mẹ nữa rồi. Con yêu, xin lỗi nhé, đều là lỗi tại mẹ. Thật sự xin lỗi con. Mẹ đừng có buồn mà. Điềm Điềm không trách mẹ đâu. Điềm Điềm, con có muốn đi cùng mẹ và anh không? Mẹ đưa con đến nơi khác sinh sống. Vậy bố có đi cùng với chúng ta không? Nếu như con muốn đi cùng với mẹ, vậy không thể đưa bố đi cùng được. Giữa bố và mẹ có hiểu lầm, không có cách nào sống bên nhau cả. Bố mẹ của các bạn khác đều sống với nhau mà, sao bố mẹ lại không được chứ? Chuyện người lớn phức tạp lắm. Đợi con lớn sẽ biết mà thôi. Có điều con có quyết định ra sao, mẹ cũng sẽ ủng hộ con. Điềm Điềm, con có thể đồng ý với mẹ một chuyện không? Con nhất định không được để bố con biết mẹ chính là mẹ của con. Lớn như vậy rồi, ngay cả đứa con nít cũng không trông được. Cố tổng, là lỗi của tôi, là tôi không chăm sóc tốt cho tiểu thư Điềm Điềm. Cút đi. Cố tổng, đại tiểu thư thật sự ở bên khách sạn. Người phụ nữ đó đã đưa đại tiểu thư và con trai của cô ta lên xe rồi. Chuyện này, nói đi. Họ định là đi đến hướng sân bay. Tôi nghi ngờ họ bắt đại tiểu thư đi. Đi, Lạc Lạc, Điềm Điềm, nhanh lên, bố của các con sắp đuổi theo đến nơi rồi. Mình mà đi cùng mẹ như vậy, để lại bố một mình, bố nhất định sẽ buồn lắm đây.
Cảm ơn. Cố tổng, định vị của tiểu thư Điềm Điềm hiện thị đang ở phòng chờ sân bay. Đi qua đó. Dám đưa con gái tôi đi ạ? Cô chết chắc rồi đó. Đợi mẹ đưa các con rời khỏi nơi này, chúng ta sẽ không cách xa nhau nữa có được không nào? Mẹ à, con nhất định sẽ chăm sóc tốt cho em gái. Sẽ không để cho ai bắt nạt em đâu. Con yêu ngoan quá. Đưa con bé đi có phải là mình làm sai rồi không? Điềm Điềm, con mau vào trong đi. Không thấy con đâu, bố con nhất định tìm con điên lên mất đấy. Mẹ ơi. Điềm Điềm ngoan. Con yên tâm, chúng ta sẽ nhanh gặp nhau thôi mà. Mẹ ngoắc tay hứa với em đi. Ngoắc tay ngoắc tay, 100 năm không được thay đổi. Nếu thay đổi sẽ làm chó. Điềm Điềm. Cô ta không làm gì con đấy chứ? Bố à, con không sao cả. Mẹ rất tốt với con. Bố đã nói với con biết bao nhiêu lần rồi, cô ta không phải mẹ của con. Đưa đi. Vâng, cố tổng. Tiểu thư Điềm Điềm, chúng ta đi thôi. Anh cố, không phải anh ghét tôi sao? Anh chặn tôi lại không cho tôi đi là có ý gì chứ? Tô tiểu thư, đối với chuyện ngày hôm nay ý, cô không định cho tôi một lời giải thích hợp lý hay sao? Nếu như cô định tìm cớ để gây sự chú ý với tôi hy vọng cô từ bỏ ngay cái ý định đó đi. Lạc Lạc, con lên xe đợi mẹ trước đi. Nhìn kỹ phần trán của thằng nhóc này, có nét gì đó trông cũng giống mình. Không thể nào, mình chỉ từng ngủ với Tô Tửu thôi, thằng nhóc này không liên quan gì đến mình cả. Anh cố, cho dù anh có tin hay không, tôi chẳng hề có chút hứng thú nào với anh cả. Tô tiểu thư này, cô cật lực tiếp cận con gái của tôi, rốt cuộc cô có mục đích gì hả? Sao người phụ nữ này lại giống Tô Tửu đến vậy? Thật sự gặp ma rồi. Lần đầu tiên gặp cô ta mình đã thấy có gì đó giống Tô Tửu rồi. Không lẽ cố Khinh Chu nhận ra mình rồi sao? Không phải chứ. Hân Hân làm lại cho mình một thân phận mới rồi. Cố Khinh Chu không thể nào điều tra ra chuyện mình giả chết dễ dàng như vậy được. Anh cố, tôi thật sự không biết anh làm bố cái kiểu gì. Trông nom con bé không cẩn thận, tôi có lòng tốt đưa con bé quay về, anh lại còn nói là tôi bắt cóc con bé. Tôi không biết suốt cuộc cô có ý đồ gì, nhưng tôi nói nốt một lần cuối cùng này, không được phép tiếp cận con gái tôi một lần nào nữa. Anh cố, tôi cũng nói nốt một lần cuối với anh này, tôi chẳng có ý đồ gì với anh cả. Anh thật sự không phải là gu của tôi không có hứng. Hy vọng cô nói được làm được, tôi sẽ nhớ rõ. Tô tiểu thư, còn có chuyện gì nữa? Tôi hy vọng ngày mai 520 triệu tiền đền đó có thể chuyển đủ vào tài khoản của tôi. Hẹp hòi. Lạc Lạc, nghĩ ra cách gì chưa? Người ta nói ba người ngu dốt cộng lại thành một thiên tài. Xem ra hai người chúng ta vẫn thiếu một chút rồi. Mẹ à, bây giờ điều quan trọng là bố rất ghét chúng ta. Bố sẽ không để cho chúng ta tiếp cận em gái đâu. Nhưng tôi nói nốt một lần cuối cùng này, không được phép tiếp cận con gái tôi một lần nào nữa. Chắc chắn kiếp trước mẹ đào mộ tổ tiên của cố Khinh Chu rồi. Kiếp này mới không hợp với anh ta như vậy. Mẹ à, mẹ đang nói cái gì thế? Không gì cả. Alo, tiểu tử, không phải em bảo chị giúp em gây sự chú ý với cố Khinh Chu sao? Ở cố gia, đang tìm bảo mẫu cho con gái của anh ta đó. Đúng là đang buồn ngủ thì có người vất cho cái gối rồi. Cố tổng, đây là những người đến ứng tuyển vị trí bảo mẫu cho tiểu thư. Những người không phù hợp với yêu cầu tôi next luôn rồi. Tốt. Bỏ tay xuống đi. Mặt tôi xấu không có gì đẹp mà nhìn cả. Tô Hạ. Anh cố, sao lại trùng hợp đến vậy nhỉ? Sao lại là cô? Tôi cảnh cáo cô mấy lần rồi, nghe không thông à? Trước khi tôi đến cũng không biết là gia đình anh tìm bảo mẫu. Có phải cô không biết chữ không hả? Thông tin ứng tuyển chữ cố to như thế mà không nhìn thấy à? Trên thế giới này đâu phải chỉ có mỗi mình anh họ cố.
Hơn nữa tôi nợ anh nhiều tiền như vậy. Nếu tôi không làm việc, vậy lấy đâu ra tiền trả nợ cho anh? Vịt chết còn cứng miệng à. Anh cố anh nói xem lần này gặp gỡ là duyên đó. Hai chúng ta có duyên như vậy. Hay là anh để tôi ở lại làm việc đi mà. Đuổi ra ngoài. Hai. Mời ra ngoài Tô tiểu thư. Cố Khinh Chu, anh giữ tôi lại thì chết đấy à. Không đuổi được người à. Mời Tô tiểu thư đừng làm khó tôi mà. Đi thì đi. Sao con lại xuống đây? Có phải mẹ vừa đến không ạ? Nói với con bao nhiêu lần rồi, đó không phải mẹ của con. Con nhất định không được để cho bố biết mẹ là mẹ của con nhé. Chuyện này đồng ý với mẹ rồi, Điềm Điềm nhất định phải làm được. Bố ạ, vậy bố có thể để dì Tô đến chăm sóc cho Điềm Điềm không? Ở đây có nhiều gì như vậy, hay là con chọn bừa lấy một người đi. Người phụ nữ đó nhất định có mưu kế tiếp cận Điềm Điềm rồi. Ai mà biết lòng dạ cô ta như thế nào chứ. Mình nhất định không thể để Điềm Điềm bị tổn thương được. Không được, con chỉ muốn dì Tô thôi. Cô ta vừa bị bố đuổi ra ngoài rồi. Bố dám đuổi dì Tô sao? Bố xấu xa. Bố không tìm dì Tô về đây, Điềm Điềm không quan tâm đến bố nữa. Cô họ Tô đó cho Điềm Điềm nhà ta thuốc mê bùa ngải gì đấy à? Sao Điềm Điềm thích cô ta vậy? Cố Khinh Chu không cho mình vào Cố gia, cũng chẳng biết khi nào mới có thể gặp được Điềm Điềm nữa. Muộn vậy rồi còn ai nữa? Anh Cố, sao anh lại đến đây? Biết rồi còn hỏi à? Nếu như anh không biết nói chuyện hẳn hoi thì đi về đi. Điềm Điềm vì gặp cô mà cứ nhốt mình trong phòng. Tuyệt thực. Tuyệt thực sao? Cô đã nói cái gì với con bé? Bình thường nó đâu có như vậy. Tôi không có tâm trạng tranh cãi với anh. Anh đưa tôi đi gặp con bé. Điềm Điềm à. Điềm Điềm, bố đưa dì Tô qua đây cho con rồi này. Hay là con mở cửa ra có được không? Để tôi. Điềm Điềm, dì Tô đây. Con mở cửa cho dì có được không? Mẹ ơi, Điềm Điềm. Ngoài mình ra thì đây là lần đầu tiên mà Điềm Điềm thể hiện dựa dẫm vào người khác. Lẽ nào Tô Hạ chính là Tô Tửu? Ngơ ra đó làm cái gì? Mau chóng gọi người chuẩn bị đồ ăn cho Điềm Điềm đi. Tô Hạ, người phụ nữ này không thể nào là Tô Tửu được. Tô Tửu trước nay không dám dùng mấy từ cục cằn này nói chuyện với mình. Đói rồi đúng không? Có ngon không? Ăn thêm chút đi. Ăn từ từ thôi. Con nhìn con ăn như con mèo hoa ấy. Nào. Lâu lắm rồi mới thấy Điềm Điềm vui như vậy đấy. Không ngờ lại là vì người phụ nữ này. Con thỏ trắng hy vọng có thể có một gia đình hạnh phúc, có đủ bố và mẹ, sống một cuộc sống hạnh phúc bên nhau. Không ngờ người phụ nữ này trước mặt mình thì cá tính, thế mà bên Điềm Điềm lại kiên nhẫn đến vậy. Điềm Điềm cứ thích ỉ lại vào cô ta, hay là cứ để cô ta ở lại đây thử xem sao. Cuối cùng con thỏ trắng hạnh phúc, có một cuộc sống vui vẻ bên bố và mẹ. Ngày mai đến làm việc. Nói như vậy, anh đồng ý để tôi chăm sóc cho Điềm Điềm sao? Không bằng lòng thì thôi. Đồng ý, đồng ý. Đương nhiên tôi đồng ý rồi. Đồng ý rồi thì đừng có thay đổi đó nhé. Từ thứ hai đến thứ sáu Điềm Điềm đi học mẫu giáo. Cô phụ trách đưa đón là được rồi. Không vấn đề. Tôi có một yêu cầu nho nhỏ. Nói. Tôi muốn có menu thực đơn đồ ăn mà Điềm Điềm thích. Không có. Nếu không anh nghĩ tôi muốn cái gì? Để tôi cho người chuẩn bị. Không phải anh ta nghĩ rằng thứ mình muốn có liên quan đến anh ta đấy à?
sau khi đến đây phải chăm sóc cho em thật cẩn thận đó, biết chưa? Mẹ yên tâm đi, con nhất định không để người khác bắt nạt em đâu. Anh trai đỉnh thật đó. Hai đứa vào trong đi. Con trai cô đưa con gái tôi đi đâu vậy? Tôi nói này, sao anh đi mà không có động tĩnh gì thế hả? Dọa người ta sợ chết mất có biết không hả? Không làm gì trái với lương tâm thì có gì đâu mà phải sợ. Tôi lười chuyện trò với anh lắm. Dùng cái thái độ đó với ông chủ à? Tôi là bảo mẫu của Điềm Điềm, không phải của anh. Tôi chỉ phụ trách cho Điềm Điềm thôi. Không cần dùng mấy thủ đoạn vụng về đó để gây sự chú ý với tôi. Anh Cố à, nếu như anh có vấn đề ý thì đi gặp bác sĩ khám bệnh đi. Đừng có mà đến tìm tôi tưởng bở. Thú vị phết nhỉ. Cố tổng có tin tức của thần y rồi ạ. Ở đâu? Theo thông tin thì trưa nay thần y có hẹn cùng với khách hàng ở khu Thúy Hương. Đi. Hân Hân, sao chị quay về rồi? Là không để cho em một mình chiến đấu mà về cùng em xử lý lũ tồi đó. Đi đâu thì lên xe đi, chị đưa em đi. Vậy phải cảm ơn chị Hân Hân của em rồi. Tiểu tử Cố, Khinh Chu thật sự không nhận ra em sao? Cũng đúng, vết sẹo trên mặt em mất đi rồi, em cũng trở lên xinh đẹp rồi. Anh ấy không nhận ra em cũng là bình thường. Có điều Lạc Lạc trông giống với em như vậy. Anh ấy không hoài nghi chút nào sao? Anh ấy đại khái tưởng là em đã thực sự chết rồi, vậy nên không có đi hỏi về mấy phương diện ấy. Nói đến cái này em vẫn phải cảm ơn chị, nếu không phải năm đó chị thay em chạy thoát, thì với tính khí của Cố Khinh Chu, không tóm em ra ngoài thì sẽ không nghỉ ngơi. Đúng vậy, cảm ơn chị Hân của em, không phải em phải đi gặp khách hàng sao? Không đi không sao chứ. Chị đều đã về rồi em còn gặp khách hàng gì nữa chứ? Đương nhiên phải ở đây với chị rồi, đã gọi nhau một tiếng bạn thân rồi. Em đi chào hỏi người ta một tiếng, chị đợi em nhé. Cố tổng, là ngôi nhà này. Anh chắc chắn là thần y ở bên trong sao? Chắc chắn 100%. Tìm vài người phong sát hiện trường, một con nhặng cũng không được bay qua. Vâng thưa Cố tổng. Sao cô lại ở đây chứ? Theo đuổi tôi đến tận đây. Tôi không thể đến đây cùng bạn bè ăn bữa cơm sao? Cô còn có bạn sao? Nào, gọi ra đây để tôi làm quen chút. Cố Khinh Chu biết Hạ Hân là bạn thân của mình, lại còn gặp mình và Hạ Hân ở cùng nhau. Anh ấy nhất định sẽ nghi ngờ. Không được, không thể để anh ấy gặp được. Bạn tôi không thích gặp mấy người không liên quan. Người không liên quan, Cố tổng chẳng phải người không liên quan sao? Hạ Hạ, Hạ Hân là bạn thân tôi. Tô Tử, như này cũng trùng hợp quá rồi. Không phải cậu đi chào hỏi người ta sao? Sao lại vẫn ở đây thế? Cô là bạn thân cô ấy sao? Cố Khinh Chu, bất ổn quá đi mất. Sao nào không được sao? Cô rốt cuộc là ai? Nếu Cố Khinh Chu biết mình vẫn còn sống, anh ấy nhất định sẽ đoán ra Lạc Lạc là con trai anh ấy. Anh ấy sẽ cướp Lạc Lạc đi mất. Cố Khinh Chu, tiểu cửu năm đó liều mạng mà sinh con cho anh. Anh không nể mặt mặt người bạn thân này của tôi, trêu chọc các cô gái khác, anh có xứng với cô ấy không? Cô ấy rốt cuộc có phải Tô Tử hay không? Tiểu tử đang nằm dưới nấm mồ ở Nam Giao, đều không phải là do tên cha Nam là anh hại sao? Nếu như anh muốn gặp cô ấy, xuống mộ mà tìm, đừng có ở đây mượn cớ mà tán gái. Hạ Hạ, chúng ta đi thôi, đừng có quan tâm tên cha Nam này. Để tôi xem Tô Hạ với Tô Tử rốt cuộc có phải là một người không? Cố tổng, thần y bên đó tạm thời có việc không thể đến cuộc hẹn. Đến khu mộ phía Nam Giao. Trời ơi mẹ ơi, khi nãy dọa chết em rồi. Sao nào đều nhờ sự lanh trí của người chị em này chứ, quá là lanh trí luôn. Nghe cuộc điện thoại đã. Alo. Sao chứ, Lạc Lạc đánh nhau với bạn. Được, tôi lập tức qua ngay. Đào lên.
Cố tổng, phu nhân đã mất nhiều năm như vậy rồi, cứ cho là có thù có oán, thì cũng không nhất thiết phải đào mộ chứ. Hơn nữa nên tôn trọng người đã khuất, tôi đào cho cậu một cái nhé. Được rồi, tôi đi đào. Cố tổng, đây là hộp tro cốt đào được lên rồi, đem đến bệnh viện làm xét nghiệm kiểm tra DNA. Anh là nghi ngờ phu nhân vẫn chưa chết sao? Alo, Cố tiên sinh, con gái của anh đánh nhau với người khác ở nhà trẻ, phiền anh bớt chút thời gian qua đó một chuyến. Biết rồi, tôi lập tức đến ngay. Báo kết quả cho tôi nhanh nhất. Nếu như phu nhân vẫn chưa chết, vậy thì phu nhân ở đâu chứ? Chuyện gì vậy chứ? Con trai cô và Cố Điểm đánh bị thương bạn Vượng Nữ rồi. Hôm nay cô bắt buộc phải cho Lưu phu nhân một cách giải quyết thỏa đáng. Tôi hỏi con trai tôi, không có hỏi mấy người, con trai cô đã đánh Vượng Nữ bị thương rồi, còn có gì để nói nữa chứ? Chuyện còn chưa làm rõ mà cô đã đi kết luận. Đây là tố chất mà một giáo viên nên có sao? Tôi lúc đó ở phòng học, còn có gì không rõ được chứ? Tôi thấy cô chính là muốn trốn tránh trách nhiệm. Tôi sợ là có người cố tình mù. Mami, cậu ấy bắt nạt em gái của con trước. Cậu ấy nói em gái là dã chủng không có mẹ. Cậu ta chính là đứa trẻ không có mẹ. Đồ câm, đồ dã chủng. Cậu mới là đồ dã chủng. Ai nói con bé không có mẹ chứ? Tôi chính là mẹ của nó. Thì ra cô là người mẹ đã có hai đứa con sao? Đúng là mẹ nào con ấy. Bùn xỉn như nhau, bẩn thỉu như nhau. Cô tự làm sạch miệng mình giúp tôi. Con gái tôi nói không sai, con bé vốn dĩ là đồ cầm đồ ăn mày mà. Cô dám đánh tôi sao? Cô đúng là đồ chua ngoa. Cô xin lỗi con gái tôi ngay, không thì không chỉ là một cái tát đơn giản như vậy đâu. Cô nằm mơ. Chồng tôi là viện trưởng của trường mẫu giáo này, đợi chồng tôi qua đây, nhất định sẽ xử lý cô và hai đứa dã chủng này, là ai bắt nạt vợ của tôi. Chồng ơi, anh đến rồi. Con đàn bà chanh chua này cô ta đánh em, anh nhìn mặt em xem. Hai đứa dã chủng đó đánh con gái chúng ta, mau xử lý cô ta đi, ngây ra đó làm gì, đưa bọn họ đi, đi. Anh làm gì vậy? Được lắm con dã chủng, lại còn cắn người, mày xem tao đánh mày. Ba ơi, người xấu bắt nạt con với dì Tô. Ba, mau cứu con với dì đi. Không sao cả, ba ở đây, xem ai dám bắt nạt con. Cố tổng, đây đây là thiên kim của anh sao? Mù sao? Chồng ơi, ai vậy chứ? Chỉ có một người thôi. Anh mau đánh, ngậm miệng. Anh ấy là người cầm quyền gia tộc số 1 Trung Quốc. Chỉ cần một câu của anh ấy, gia tộc Lưu chúng ta bị diệt ngay trong giây lát. Anh nói cho em biết, em có chết cũng đừng kéo anh theo. Cố tổng, những thứ này nhất định là có hiểu lầm. Tốc độ lật mặt của người này cũng nhanh thật đấy. Không đi diễn phim thì thật là đáng tiếc. Tôi với cố tổng đang nói chuyện thì việc gì tới cô? Liên quan gì đến anh? Em nói đi. Con gái của bọn họ nói Điềm Điềm là đứa trẻ dã chủng không có mẹ. Con trai tôi nhịn không nổi dậy cho con bé một bài học. Sau khi tôi đến bọn họ vu khống hai đứa nhỏ. Tôi thực sự không nhịn nổi nên đã động tay. Mẹ ơi, con cũng có giúp em đánh lại. Lạc Lạc giỏi thật. Viện trưởng Lưu, chuyện này giải quyết như thế nào? Giải quyết nhất định phải giải quyết. Chúng tôi bây giờ lập tức xin lỗi cố phu nhân và Thiên Kim. Cái đó, trước đây là do chúng tôi có mắt không thấy Thái Sơn, hy vọng mọi người rộng lượng tha thứ cho chúng tôi. Xin lỗi cố phu nhân, khi nãy là tôi không đúng, cô nên xin lỗi Điềm Điềm. Tiểu mỹ nữ Điềm Điềm, tiểu công chúa, khi nãy là do dì không đúng, trách nhầm cháu, tha thứ cho dì có được không? Về nhà dì nhất định sẽ dạy lại con của dì, bảo nó sau này không được bắt nạt cháu nữa có được không? Tô Hạ, cô bảo vệ Điềm Điềm như thế là để nhằm mục đích gì chứ? Điềm Điềm, hai người họ xin lỗi con rồi, con có muốn tha thứ hay không? Nể mặt con gái của tôi, chuyện này cứ coi như bỏ qua đi. Cố tổng thong thả, cố phu nhân thong thả. Nếu như ba và mami có thể làm hòa, chúng ta sẽ không cần phải chọn một trong hai nữa. Em phải tạo cơ hội cho hai người họ ở riêng. Cách xa tôi thế là gì? Tôi cũng không ăn thịt em. Ở gần anh bị ăn mất thật là khủng bố.
Cảm ơn nhé. Không ngờ cũng có lúc biết xấu hổ. Cố tiên sinh, tôi đang thay đồ, mời anh ra ngoài cho. Vai bên trái của em sao lại có một vết bớt giống vợ cũ của tôi vậy chứ? Trên người tôi không có vết bớt nào cả. Anh nhìn nhầm rồi. Tôi thấy rất rõ ràng, không thể nào sai được. Vậy nên em là Tô Hạ hay là Tô Tử? Cố tổng, kết quả báo cáo DNA đã có rồi, gửi đến điện thoại của anh rồi. Bất luận em có thừa nhận hay không, báo cáo DNA đã gửi đến điện thoại của tôi rồi. Đợi tôi xem xong thì tôi sẽ biết được em có phải là Tô Hạ hay không. Sao có thể chứ? Cố tiên sinh, xem ra những gì mà anh hiểu về vợ cũ của mình là quá ít, nên mới nhận nhầm tôi thành cô ấy. Tôi vốn dĩ không để ý đến cô ấy. Nếu như anh đã hận cô ấy như vậy, không phải cô ấy chết rồi sẽ tốt hơn sao? Cô ấy là tai họa, không thể nào chết được. Nếu như anh đã xác nhận xong rồi thì mời anh ra ngoài cho, tôi phải thay đồ. Lạ thật, trong bộ rõ ràng là vôi sao lại có thể kiểm tra ra DNA được chứ? Lẽ là nào Hân Hân? Alo Hân Hân, tiểu tử thế nào chứ? Nguy hiểm được giải quyết chưa? Em biết ngay mà, bản báo cáo kết quả trong tay Cố Khinh Chu chính là bút tích của chị. Lần này em đoán sai rồi, là anh của chị. Anh Tư Ngôn về rồi sao? Đúng vậy, hôm nay đến bệnh viện tìm anh ấy, vừa hay thấy Cố Khinh Chu và trợ lý Trần trong bệnh viện, vậy nên chị liền đi nhờ anh ấy giúp. Anh ấy lần này đúng là giúp em gánh được một quả tạ. Em nhất định phải tìm dịp nào đó cảm ơn anh ấy đàng hoàng. Vừa hay anh chị cũng hẹn em ngày mai cùng đi ăn cơm, em phải đối mặt anh ấy mà cảm ơn. Được ạ, vậy mai gặp. Mami, không xong rồi, em gái bị té ngã rồi. Mẹ đi xem thế nào. Đi thôi. Con của mẹ, để mẹ xem có nghiêm trọng hay không. Mẹ ơi, vết thương chảy nhiều máu quá, nhất định là rất đau. Được, mẹ biết rồi. Mẹ ơi, đau quá, tối nay mẹ có thể ở lại chăm sóc Điềm Điềm không? Vừa rồi suýt chút nữa bị Cố Khinh Chu nhận ra thân phận, ở lại đây sẽ nguy hiểm hơn. Nhưng mà Điềm Điềm mong chờ mình như thế. Mẹ ơi, em gái bị thương rồi, hay là tối nay chúng ta ở lại đi. Xin mẹ đấy, xin mẹ đấy. Cố tổng, vết thương Điềm Điềm không có vấn đề gì, nhưng con bé không nói chuyện là vấn đề tâm lý. Để cho con bé tiếp xúc với người mình thích nhiều chút, nói không chừng con bé sẽ nói chuyện được. Điềm Điềm muốn cô ở lại như thế, vậy thời gian này cô ở lại cùng với con bé đi. Nhưng mà mẹ ơi, mẹ ơi, vậy được rồi. Điềm Điềm từ trước đến giờ không thân thiết với những đứa trẻ khác, nhưng trong thời gian ngắn lại có thể quan hệ tốt với đứa bé này như vậy. Cô ấy thật sự không phải là Tô Tử sao? Tiểu Tử, bên này. Anh Tư Ngôn, lâu rồi không gặp anh. Em ấy, không phải nói anh về nước sẽ nói cho anh biết sao? Em về vội vàng quá không đến kịp. Được rồi, vẫn là cà phê Americano không đường hả? Phục vụ, một cốc cà phê Americano không đường, cảm ơn anh. Cố tổng, người này không phải tiểu thư Tô sao? Người đàn ông ngồi đối diện với cô ấy cũng rất xứng đôi đẹp lứa, thật sự không coi thường được cô ấy, anh rảnh rỗi quá nhỉ. Cố tổng,
vừa rồi tôi không nhìn rõ lắm, bây giờ tôi nhìn kỹ lại. Hai người này không xứng đôi một chút nào hết. Sao cô ta lại ở cùng với Hạ Tư Ngôn? Cố Tổng, anh ghen rồi à? Cố Tổng, đang yên đang lành mà ra tay không phải thói quen tốt đẹp gì đâu. Cô không ở biệt phủ chăm sóc Điềm Điềm, chạy ra đây đi lang thang. Tiểu thư Tô, cô có biết rõ vị trí của bản thân mình không? Hôm nay là ngày nghỉ ngơi, tôi ra ngoài ăn cơm với bạn bè, có vấn đề gì không? Người đàn ông đó rất quan trọng sao? Anh đừng nói là ghen đấy nhé. Tôi chỉ cảm thấy thái độ làm việc của cô có vấn đề. Mồm nói là quan tâm Điềm Điềm, nhưng kết quả là bỏ con bé cho người khác, một mình chạy ra ngoài ăn cơm với người đàn ông khác. Tôi cũng muốn dẫn con bé ra ngoài, nhưng anh có đồng ý không? Cô muốn dẫn con gái tôi ra ngoài ăn cơm cùng với người đàn ông khác. Cô được đấy. Không phải, tôi nói anh này cả ngày anh theo dõi tôi, anh vẫn coi tôi là vợ cũ của anh đấy à? Cô nghĩ nhiều rồi, bản thân tôi sẽ tìm ra chứng cứ. Anh Cố, cả ngày anh nhớ nhung người vợ cũ của anh, đừng nói là tìm hình bóng của cô ấy trên người tôi đấy nhé. Không, ngược lại là cô. Nếu như bị tôi phát hiện cô dám lừa tôi, cô sẽ chết chắc. Anh hận cô ấy như vậy sao? Tôi không hận, tôi chỉ muốn bóp chết cô ta. Tôi nghe đây. Được, tôi biết rồi, tôi lập tức qua ngay. Anh Tư Ngôn đâu rồi? Bà nội của Cố Khinh Chu ốm, anh tôi đưa anh ta đến bệnh viện rồi. Chẳng trách vừa rồi Cố Khinh Chu vội vàng rời đi. Hân Hân, cô đưa tôi đến bệnh viện đi. Không được, bây giờ nhất định Cố Khinh Chu ở bệnh viện. Nếu như bây giờ cậu muốn qua đó, thân phận sẽ bị bại lộ hết. Không cần quan tâm nhiều như vậy đâu. Bà nội Cố, sức khỏe của bà ấy đặc biệt, người bình thường không thể đảm nhận ca phẫu thuật của bà ấy. Tôi phải quay về làm mổ chính cho bà ấy. Được rồi, tôi đưa cô đến bệnh viện. Tình hình thế nào rồi, Cố Tổng? Lão phu nhân đã được đẩy vào phòng phẫu thuật rồi. Các chuyên gia tốt nhất thành phố đều đang trên đường đến. Tin tức của thần y tìm thấy chưa? Thưa Cố Tổng, tạm thời vẫn chưa tìm thấy. Nhưng mà tôi đã tìm được ảnh của thần y rồi. Ngày mai sẽ gửi qua cho anh nhanh nhất có thể. Anh nghĩ lão phu nhân có thể trụ được đến ngày mai không? Là tôi làm việc không chu toàn, xin Cố Tổng trừng phạt. Cố Tổng chuyên gia đã đến rồi, để bọn họ vào đi, dùng hết sức lực cứu sống cho bà nội tôi. Tuyệt đối đừng chú ý đến mình, đứng lại. Mình che như vậy rồi mà anh ta vẫn có thể nhận ra sao? Quay qua đây, xong rồi. Thân phận thần y không giấu được nữa rồi. Cố Tổng, tình hình của bà nội anh đang rất nguy hiểm, còn làm lỡ nữa sẽ không kịp nữa đâu. Vào đi. Cô bác sĩ này sao giống Tô Hạ thế? Cuộc phẫu thuật thế nào rồi? Cuộc phẫu thuật của bệnh nhân rất thành công, nghỉ ngơi một thời gian sẽ khỏi bệnh triệt để. Anh nói là bệnh của bà nội tôi được chữa khỏi hoàn toàn. Không sai, là bác sĩ thần y Anna mổ chính làm phẫu thuật cho bà nội anh. Bác sĩ nữ vừa rồi sao? Cô ấy chính là thần y Anna, nhưng mà cô ấy không muốn gặp anh, đã rời đi rồi. Tránh ra. Tôi nói rồi, cô ấy không muốn gặp anh. Cố Tổng nghe không hiểu à? Tôi nói lại với anh lần nữa, tránh ra. Cố Khinh Chu, tiểu tử năm đó vì sinh con cho anh mà chết, bây giờ anh ở đây chạy theo một người phụ nữ khác, anh xứng với tiểu tử không? Cố Khinh Chu, vốn dĩ anh không phải là người mà tiểu tử thích. Con nhìn xem đây là gì? Đây là nhà. Sao con biết không phải là nấm hương? Rốt cuộc cô có phải là cô ấy không? Ba ơi, chơi cùng con đi. Được. Anh Cố, anh cứ nhìn chằm chằm tôi làm gì? Trên mặt tôi có gì à? Không có. Cô về từ khi nào vậy? Ăn cơm xong là về, sao thế? Lẽ nào người phụ nữ mình nhìn thấy ở bệnh viện thật sự không phải là cô ấy? Không có. Vừa rồi ở trong bệnh viện gặp một người có ngoại hình giống cô, cho nên về hỏi cô thôi. Anh nhận nhầm tôi thành vợ cũ của anh.
Anh nhận nhầm người khác thành tôi cũng là chuyện bình thường. Ba ơi, Điềm Điềm muốn ăn bánh kem ba làm. Chuyện này ba thật sự không biết làm. Mẹ, con biết làm, bảo mẹ dạy ba đi. Cô còn biết làm bánh kem. Làm bánh kem có gì khó đâu. Hay là nói anh vì thấy tôi biết làm bánh kem rồi lại bảo tôi là vợ cũ của anh. Anh có học hay không? Học. Em gái đi. Chúng ta tạo cơ hội cho ba và mẹ. Đầu tiên là đập một quả trứng. Giống như tôi làm đây này, tách lòng vàng là lòng trắng. Đơn giản như vậy à? Đúng, đơn giản như vậy thôi. Anh thử đi. Anh cố ý đấy à? Tôi không cố ý. Thị phạm sai có chút. Tôi làm lại. Để tôi làm còn hơn. Anh tiếp tục làm đại thiếu gia của anh đi. Bước thứ hai chính là thêm bột. Dựa vào ba mẹ thật sự là không ổn rồi. Vẫn phải dựa vào đứa con thông minh này rồi. Anh có cách gì à? Nhìn anh đây này. Bước thứ ba, đổ nước vào. Mẹ ơi, dưới chân mẹ có chuột kia. Chuột ở đâu? Đâu có chuột đâu. Tiểu tử thối. Tiểu tử thối, con dám lừa mẹ. Tôi nghe đây. Được, tôi biết rồi. Quả nhiên là cô. Hai đứa con lên trước đi. Sau khi làm bánh xong ba sẽ gọi hai đứa xuống. Đợi đã. Có phải cô nên cho tôi một lời giải thích hợp lý không? Giải thích gì? Ví dụ thân phận của cô. Lẽ nào anh ta biết mình chính là Tô Tử? Tại sao lại che giấu thân phận thần y? Cho nên anh ta vẫn chưa biết chuyện mình chính là Tô Tử, thần y. Không sai, tôi thực sự là thần y. Tôi che giấu thân phận thần y chỉ là vì không muốn mang đến rắc rối không đáng mà thôi. Là không muốn có rắc rối đáng có, hay là sợ tôi biết được gì đó? Ví dụ như thân phận khác của cô. Tôi không rõ anh đang nói gì. Là thật sự không rõ? Hay là giả vờ không rõ? Anh cố. Tôi che giấu thân phận thần y đó là tự do của tôi. Anh như vậy với ân nhân cứu mạng của bà nội anh sao? Con gái tôi từ trước đến giờ không thân thiết với ai ngoài tôi ra. Nhưng sau lần đầu gặp cô lại ỷ lại vào cô. Thật sự tôi không tìm được giải thích khác ngoài việc có cùng huyết thống. Không phải là vì người tôi ghét tao. Vậy cô giải thích lại cho tôi, tại sao Tô Tử biết y thuật? Cô cũng biết y thuật vậy, trên đời này không có chuyện trùng hợp như vậy. Trên đời này người biết y thuật rất nhiều. Chỉ cần biết y thuật thì sẽ là vợ cũ của anh à. Thừa nhận đi, cô chính là Tô Tử. Tôi không phải, anh muốn tôi thừa nhận thế nào? Bây giờ cô có thể không thừa nhận, nhưng vết bớt hình con bướm bướm ở trên vai cô không thể lừa được tôi. Đây không phải là vết bớt gì cả, đó chỉ là hình xăm mà thôi. Cô đang lừa con nít sao? Anh cố xin anh hãy tự trọng. Bất kể tôi có là vợ cũ của anh hay là không, anh cũng không thích cô ấy. Vậy thì có tác dụng gì chứ? Đúng vậy, cho dù cô ấy là Tô Tử thì mình có thể làm gì chứ? Trả thù cô ấy sao? Nhưng vì sao biết cô ấy không phải là Tô Tử? Trong lòng lại cảm thấy có chút khó chịu chứ. Mình cứ tưởng rằng sau bao nhiêu năm mình đã quên được anh ta, nhưng hóa ra chỉ là tự mình dối gạt mình. Ở đây chỉ thêm đau đớn. Tình hình sức khỏe của cố lão phu nhân đã ổn rồi, không lâu nữa là có thể tỉnh lại. Sau này cô cũng nên ít lùi tới bệnh viện, để tránh cố kinh chu đó nghi ngờ. Không sao đâu, anh ta cũng phát hiện tôi là bác sĩ rồi. Vậy anh ta phát hiện ra cô là Tô Tử chưa? Hiện tại thì anh ta mới chỉ đang nghi ngờ, vẫn chưa có chứng cứ gì. Tô Tử à, dựa vào thân thế của cố kinh chu, nếu muốn điều tra thân phận của ai chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Cô nên tránh xa hắn ta đi, nếu không hắn sớm muộn gì cũng phát hiện ra cô là Tô Tử thôi. Bây giờ vẫn chưa được. Điềm Điềm nó vẫn chưa chịu đi theo tôi.
Ngộ nhỡ hắn ta phát hiện ra cô là Tô Tửu thì hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Anh Tư Ngôn, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ cẩn thận mà. Vậy được. Hay là anh đi làm việc của anh trước đi, để em ở lại theo dõi cố phu nhân cũng được. Ừ, có gì thì gọi anh. Bà ơi, bà nói xem con nên làm thế nào với anh ấy đây. Tửu nha đầu, cháu đừng đi. Cố lão phu nhân, cháu không phải là Tô Tửu, cháu tên là Tô Hạ. Không, tuy là vết sẹo trên mặt của cháu không còn nữa, cũng trở nên xinh đẹp hơn rồi, nhưng cháu nhất định là Tô Tửu, bà không nhận lầm đâu. Cố lão phu nhân à, có lẽ cháu quá là giống với cô gái tên Tô Tửu đó thật. Không chỉ có bà nhận lầm, đến anh cố cũng nhầm luôn. Cháu thật sự không phải là Tô Tửu sao? Cháu thật sự không phải. Chuyện này anh cố cũng đã xác nhận rồi. Bà ơi, là cô ấy đã cứu bà. Cô gái à, cháu vừa trông giống cháu dâu của bà. Lại là người đã cứu bà. Bà không biết lấy gì báo đáp, chi bằng cháu hãy gả cho cháu trai của bà đi. Bà đúng là vẫn giống như trước đây, vì muốn trả ơn cứu mạng là lại đem cháu trai của mình ra gả. Bà ơi, cháu đã kết hôn rồi, hơn nữa cũng có một đứa con rồi. Bà ơi, bà vừa mới tỉnh lại nên nghỉ ngơi thêm đi. Cái thằng nhóc này, lúc trước nếu như không phải có bà giúp đỡ thì giờ cháu vẫn còn ế không ai thèm lấy đâu. Tửu Tửu là một cô gái tốt, nó gả cho cháu rồi sinh được cho cháu một đứa con gái ngoan. Chỉ là tiếc là Tửu Tửu bây giờ nó đã... Bà ơi, bà yên tâm đi, cháu tin là Tô Tửu cô ấy trên trời có linh, cô ấy cũng không muốn nhìn thấy bà buồn như vậy đâu. Cô gái, cô là một cô gái tốt, nhưng tiếc là cháu lại không thích cháu trai của bà. Nếu không cháu có thể làm cháu dâu của bà thì tốt biết bao. Bà đúng là luôn luôn lo lắng cho hôn nhân của Cố Kinh Chu mà. Đợi đã, sao tôi lại không biết cô đã kết hôn nhỉ? Chuyện anh không biết còn nhiều lắm. Hơn nữa tôi không nói như vậy, bà của anh làm sao từ bỏ ý định ghép đôi chúng ta chứ? Cô có vẻ khá hiểu bà của tôi thì phải. Thì người già hay thế mà. Cô không thích gả cho tôi thật sao? Anh Cố à, không phải anh nói tôi đừng bao giờ có ý đồ gì với anh sao? Hay là anh thích tôi rồi? Cô đừng có nằm mơ. Không thì tốt, tôi còn sợ khi không muốn làm thuê nữa anh lại không cho tôi đi thì chết. Yên tâm đi, sẽ không đâu. Cảm ơn anh đã đưa tôi về nhé, tôi về trước đây. Một mình nhận lầm thì đã đành. Bà nội cũng có cảm giác quen thuộc với cô ấy. Bà nội không bao giờ nhận lầm người cả. Để tôi xem là tôi nhận lầm hay là cô cố tình muốn che giấu thân phận. Trần Thắng, anh có gì muốn căn dặn, giúp tôi chuẩn bị cho cô ấy một bộ đồ bơi, phải là loại sexy quyến rũ một chút. Dạ tôi hiểu rồi thưa Cố Tổng. Miệng thì nói không thích nhưng hành động không phải là đang thể hiện rõ rành rành đó sao? Bảo mình chuẩn bị bộ đồ bơi, lại còn đòi sexy nữa chứ. Đây là Cố Tổng của anh bảo anh chuẩn bị sao? Dạ đúng vậy, Cố Tổng bảo cô chuẩn bị rồi sẽ đưa Điềm Điềm và con của cô cùng đi bơi. Lần này ba của em muốn tiến tới tấn công mẹ rồi. Anh hai, ba không chỉ là ba của em, mà còn là ba của hai chúng ta. Tuy là em và mẹ thích chú ấy, nhưng anh thì tuyệt đối không bao giờ chấp nhận chú ấy. Lẽ nào anh ta vẫn chưa chịu bỏ cuộc sao? Vậy thì lần này mình nhất định sẽ cho anh ta từ bỏ triệt để. Đợi đến khi cô ấy mặc bộ đồ bơi xuống hồ bơi, lúc đó mình sẽ biết được cô ấy có thực sự là Tô Tửu không. Mau xuống đi, tụi nhỏ đợi cô lâu lắm rồi.
có mà anh không chờ được thì có. Được rồi, giờ tôi qua đó ngay. Cô đang mặc cái quái gì vậy hả? Bộ đồ bơi mà tôi bảo Trần Thắng chuẩn bị cho cô đâu? Cái đó nó hơi hở hang. Đứng trước mặt tụi nhỏ thấy không hay cho lắm. Là cô cố ý đúng không? Sao vậy, bộ này trông không đẹp sao? Mẹ mặc bộ đồ bơi này trông đẹp lắm mà chú Cố. Ba, sao trông ba có vẻ khó chịu vậy? Mẹ ơi, mẹ mau qua đây chơi với con đi. Được rồi, mẹ tới đây. Cẩn thận. Wow, mẹ của con chủ động thật đấy. Chỉ là ngoài ý muốn thôi. Chả vậy thì sao? Nếu không anh nghĩ là tôi muốn hôn anh chắc. Hôn anh khác gì hôn một khúc gỗ. Vậy để tôi cho cô thấy tôi hôn đỉnh cỡ nào nhé. Cảm giác này quen thuộc quá. Giống như cảm giác của 5 năm trước vậy. Là em thật sao Tô Tửu? Cố Kinh Chu. Loại vô sỉ nhà anh. Cố tổng, số tài liệu này cần anh ký tên. Cố tổng, chuyện hôm qua diễn ra thuận lợi chứ? Cái không nên hỏi thì đừng có mà hỏi. Giận cá chém thớt. Chắc là hôm qua không được như ý muốn rồi. Nếu như Tô Hạ chính là Tô Tửu, thì có lẽ con trai của cô ấy rất có thể là con của mình. Mấy ngày này tạm thời gác lại việc công. Tôi giao cho cậu một nhiệm vụ. Trợ lý Trần. Anh ăn mặc vậy là sao? Tôi yêu lao động, lao động là vinh quang. Anh đến làm bảo mẫu sao? Đúng vậy đó Tô Tiểu Thư. Công việc trợ lý của anh đúng là không dễ mà làm được. Cố nên nhé trợ lý Trần. Cô ấy đang đồng cảm với mình sao? Bạn nhỏ, để chú chải tóc cho cháu nhé. Không được, mẹ cháu từng nói, kẻ nhàn cư vi bất thiện. Đi thôi em gái, mặc kệ cái đồ xấu xa này, mình xấu xa sao? Lạc Lạc à, chuyện quét dọn vệ sinh cứ để chú lo là được. Không được, mẹ của cháu từng nói chúng ta cần phải chăm chỉ lao động. Tóc của mình rơi xuống đất làm bẩn sàn nhà thì phải tự mình nhặt lên. Này tiểu tổ tông của tôi ơi, cậu có thể bớt mở miệng ra là nói câu mẹ cháu nói được không? Chú Trần, sao chú cứ muốn lấy tóc của cháu làm gì vậy? Đâu có đâu. Công việc của chú là quét dọn vệ sinh. Thấy tóc ở trên sàn nhà đương nhiên là cần phải nhặt rồi. Vậy sao? Đương nhiên rồi. Tôi chỉ của tôi là không muốn thấy một hạt bụi nào trong nhà cả. Vậy được rồi, chú cầm lấy đi. Cháu đi chơi với em gái đây. Nhiệm vụ của mình hoàn thành rồi. Alo Cố Tổng, nhiệm vụ anh giao cho tôi đã hoàn thành xuất sắc rồi. Tôi đã có được màu tóc rồi. Mang đến cho bác sĩ kiểm tra đi. Nhớ là kiểm tra ở bệnh viện khác. Cố Tổng, không phải là anh đang nghi ngờ Tô Tiểu Thư là vợ của anh đấy chứ? Quan sát nhất cử nhất động của cô ấy. Mau đi làm đi. Dạ thưa ông chủ, anh yên tâm cứ giao cho tôi. Cố Tổng giám định huyết thống có rồi. Cái gì con nói chú Trần lấy tóc của con? Đúng ạ, chú ấy lấy tóc của con rồi đi. Con yêu con đi chơi đi, lúc nữa mẹ sẽ chơi với con. Toi rồi, lẽ nào Cố Khinh Chu đã đoán được Tô Lạc là con của anh ta rồi?
Anh Tư Ngôn, phiền anh giúp em một việc. Cái gì? Anh nói Cố Khinh Chu không có lấy tóc đi giám định huyết thống. Được, em biết rồi. Tạm biệt anh. Bây giờ phải làm thế nào đây? Nếu như anh ta biết Lạc Lạc là con trai anh ta nhất định sẽ cướp lấy Lạc Lạc. Sao anh lại về? Rốt cuộc ba của Lạc Lạc là ai? Thật ra ba của Lạc Lạc là... Mẹ ơi, mẹ xuống đây chơi với con. Tôi xuống với đứa bé trước đây. Cô vẫn chưa trả lời tôi. Nếu như anh đã muốn biết như vậy, vậy tôi nói cho anh biết. Thật ra ba của Lạc Lạc là một người vừa xấu vừa nóng nảy. Là một thằng cha nam vừa ích kỷ vừa keo kiệt. Vậy cô thích anh ta ở điểm gì? Ai mà chả có lúc phạm sai lầm. Nhưng mà bây giờ tôi đã kịp thời ngăn được những tổn thương, không có liên quan gì với anh ta cả. Tôi đi chơi với con đây. Lẽ nào mình thật sự nghĩ sai sao? Lạc Lạc rốt cuộc xảy ra chuyện gì vậy? Đương nhiên là nhờ vào trí thông minh của con rồi. Con yêu của mẹ thật sự quá thông minh. Đó là đương nhiên. Muốn hại con đâu có cửa. Không đúng một chút tư cách cũng chẳng có. Bà ơi, bà có biết làm thế nào để mẹ và ba gần nhau hơn không? Điềm Điềm cũng muốn biết. Hai đứa hỏi bà chuyện này là đúng rồi đấy. Thật sao? Bà nội có sở trường làm chuyện này đấy. Đi. Đi với bà. Em gái, em biết bà chuẩn bị làm gì không? Em cũng không biết. Nhưng mà nhìn dáng vẻ đầy tự tin của bà chắc là không có vấn đề gì đâu. Chắc vậy, em gái đi, chúng ta đi xem thế nào. Anh có chuyện nên nói cũng đã nói xong rồi, còn có chuyện gì nữa không? Có chứ. Ba ruột của con trai cô tên là gì? Chuyện này quan trọng sao? Rất quan trọng. Anh quan tâm tôi như vậy, đừng nói là thích tôi nhé. Tôi chỉ muốn hiểu người chăm sóc con gái tôi rốt cuộc là người như thế nào. Không quan tâm thì thôi, còn nói vòng vo tam quốc như vậy. Tôi xuống lầu với mấy đứa đây. Không cần. Mấy đứa có bà nội ở cùng rồi. Nói ra 5 năm trước. Cô ra nước ngoài vì chuyện gì? Gặp phải chuyện gì à? Xem ra thuộc hạ của anh Cố làm việc không ổn chút nào. Chút chuyện này cũng không điều tra được. Đừng có chuyển chủ đề. Mặc dù Hân Hân cho mình một thân phận mới hoàn toàn, nhưng mà Cố Khinh Chu một con người nhiều hoài nghi như này, càng không nói anh ta lại càng cố hỏi không tha. 5 năm trước tôi sinh Lạc Lạc, sau đó tên cha nam đó theo bám tôi không tha, cho nên tôi dẫn Lạc Lạc ra nước ngoài. Cô ấy không giống nói dối, nhưng mà trường hợp đấy sao giống nói mình vậy? Anh Cố, đừng nói là anh vẫn đang nghi ngờ tôi là vợ cũ của anh nhé. Anh lại tự nhận đấy à? Nếu như anh thật sự nghi ngờ như vậy, chi bằng anh đi làm giám định huyết thống với Lạc Lạc đi. Không cần, cô ra ngoài đi. Chuyến này anh ta cũng hết hy vọng thật rồi. Hình như cửa không mở được. Đã xong. Ở chung một phòng bà không tin hai người họ không nảy sinh tình cảm với nhau. Bà nội lợi hại. Đợi đấy đi, bà chuẩn bị lâu rồi. Nhất định là bà nội tôi khóa cửa ở bên ngoài rồi. Tại sao bà Cố lại phải khóa cửa? Tại sao á? Làm mối hai chúng ta. Bà Cố thật sự kiên trì đấy. Người già nhiều tuổi rồi đều như vậy cả. Nếu như tối nay bà ấy cứ không mở cửa, chỉ có một cái giường này hai người chúng ta ngủ kiểu gì? Giường là của tôi. Cố Khinh Chu, anh có phải đàn ông không vậy? Anh lại có thể để tôi ngủ ở sofa, phòng của tôi. Anh ngồi dậy cho tôi. Anh ngồi dậy cho tôi. Còn nói không bị thu hút bởi nhan sắc của tôi. Vừa rồi tôi chỉ trượt tay mà thôi. Tôi đâu có cố ý chiếm dụng anh. Vậy ý của cô là ngồi dậy nói.
Anh có ngửi thấy mùi gì không? Không có. Hình như hương này có tác dụng động dục. Ây, hình như anh trúng kế rồi. Anh ngồi dậy, tôi dẫn anh đi giải độc. Giải độc gì? Anh đứng dậy. Nào nào, ngồi xuống. Ngồi yên đấy. Anh thế nào rồi? Đỡ chút nào chưa? Cô thích chơi như vậy à? Cô thích kiểu này à? Cái gì mà bảo tôi thích kiểu này? Tôi là đang giúp anh giải độc đấy. Giải độc? Đúng. Cô vẫn đang thèm thuồng nhan sắc của tôi à? Tôi thèm thuồng nhan sắc của anh. Vậy Bạch Nguyệt Quang làm thế nào đây? Nếu như anh không thể quên được cô ấy, vậy đừng có đùa với tôi vậy chứ. Mình thật sự điên rồi. Lại nghĩ ra cái cách hoang đường thế này để cưới Tô Hạ. Alo Hân Hân, sao vậy? Sau khi chị với anh rời đi, tên cha nam cố khinh chu đó có làm khó gì em không? Anh ta bắt nạt em sao? Không có. Tiểu tử à, hình như chị tìm thấy chiếc dây chuyền mẹ em để lại cho em rồi đó. Ở đâu vậy? Ở trong tay Tô Tuyết. Có điều giờ Tô Tuyết lại ở nước ngoài rồi. Không sao, cô ta sẽ về mà. Là đồ của em. Cô ta không lấy đi được đâu. Ban đầu nghe điệp viên biệt thự của cố gia nói tìm bảo mẫu cho con nhỏ hoang dã này, mình lại không để ý lắm. Không thể ngờ người phụ nữ này lại có thủ đoạn cao tay đến như vậy. Được lắm. Dám cướp người đàn ông của Tô Tuyết à? Đợi đó cho tôi. Đặt cho tôi một vé máy bay về nước, lập tức nhanh chóng. Có một ngày, con heo nhỏ và các bạn chơi đùa trên thảo nguyên. Tiến sĩ cú mèo kéo ra một thùng gỗ lớn, rồi bay qua nói. Đây là một cỗ máy tuyệt vời, có thể lấy một món đồ. Các con yêu về phòng trước đi nhé. Lát nữa mẹ qua kể tiếp cho hai đứa nghe. Đi đi. Sao anh lại uống nhiều rượu như vậy hả? Có phải cô thích Hạ Tư Ngôn không? Tôi thích ai thì có liên quan gì đến anh chứ? Vậy cô không nên đến quấy rầy tôi chứ? Các con sắp đi ngủ rồi, anh điên rồi thì ra ngoài. Quấy rầy tôi thì phải chịu trách nhiệm. Đợi đã, anh phải nghĩ rõ này, anh động chạm vào tôi, vậy thì không thể nhớ mong đến Bạch Nguyệt Quang của anh đâu. Thật ra tôi, anh không cần giải thích gì với tôi cả, anh chỉ là ông chủ của tôi mà thôi. Không muốn nghe tôi giải thích sao? Được vậy anh nói đi. Giữa tôi và cô ấy, tôi hy vọng cậu có chuyện gì quan trọng thì hãng nói với tôi. Cố tổng, Tô tiểu thư về nước rồi, nói là muốn gặp anh. Biết rồi, tôi qua đó luôn đây. Tôi phải ra ngoài một chuyến đây. Xem ra trong lòng anh ta, từ đầu đến cuối mình vẫn không thể nào so sánh được với Bạch Nguyệt Quang. Anh Khinh Chu, em biết anh sẽ nhanh chóng đến đây thăm em mà. Em cầm chi phiếu này đi. Đây là có ý gì? Anh Khinh Chu, em không cần. Lúc đầu em cứu anh, hiến thận cho anh, chỉ là vì em thích anh thôi đó. 500 triệu này, đủ cho em sống quãng đời còn lại. Anh Khinh Chu, anh không được đối xử với em như vậy.
Em đã đợi anh 5 năm rồi. Anh nói là sau khi ly hôn sẽ cưới em. Trước đây mình bị trọng thương mù mắt, cô ấy thường xuyên đến chăm sóc cho mình. Mình đã từng nghĩ sẽ cưới cô ấy, nhưng sau khi hồi phục, mình chưa từng có suy nghĩ đó. Trái lại khi đối mặt với Tô Hạ, mình lại có suy nghĩ như vậy. Hơn nữa, trên cơ thể cô ấy luôn có một cái gì đó quen thuộc mà không thể nói ra được. Anh Khinh Chu, chỉ cần anh có thể cưới em, anh bảo em làm cái gì cũng được. Nhân lúc anh chưa đổi ý, mau chóng cầm lấy chi phiếu đi. Em không cần, em không cần. Em chỉ cần anh thôi. Đợi em suy nghĩ kỹ rồi thì đến tìm anh nhé. Trước đây có Tô Tử, mình không thể gả cho Cố Khinh Chu. Bây giờ Tô Tử chết rồi, lại bị người khác đến nắm bắt thời cơ trước. Ngày mai mình phải đến Cố gia mới được. Xem là cái loại phụ nữ không biết cao sâu nào đây. Tô Tử, không phải cô chết rồi sao? Đúng lúc tìm cô ta lại tìm đến tận cửa. Có điều bây giờ vẫn chưa phải lúc để bại lộ thân phận, chỉ đành tìm cơ hội khác nói về chiếc vòng của mình thôi. Xin lỗi nhé, cô nhận nhầm người rồi. Có điều tôi không trách cô đâu, cô cũng không phải là người đầu tiên nhận nhầm. Trên mặt Tô Tử có vết sẹo. Người phụ nữ trước mặt này quả thật có xinh đẹp hơn cô ta. Lẽ nào cô ta thật sự không phải là Tô Tử? Cô đi rót cho tôi một cốc nước. Tôi rót cho cô sao? Thái độ của cô là thế nào đây? Tôi chính là nữ chủ nhân tương lai của ngôi nhà này đó. Sao nào, bảo cô rót cho tôi một cốc nước. Có vấn đề gì sao? Lẽ nào Tô Tuyết chính là Bạch Nguyệt Quang của Cố Khinh Chu? Xin lỗi nhé, công việc của tôi là chăm sóc cho tiểu thư Điềm Điềm. Cô không nằm trong phạm vi phục vụ của tôi. Được lắm con tiện nhân mồm mép sắc bén này. Cô dám đánh tôi à? Tôi không phải là người mà cô có thể tùy ý động tay. Sao nào, cô còn muốn cảm nhận thêm một chút nữa chứ? Nếu như cô còn dám động vào tôi, cẩn thận đến khi tôi trở thành phu nhân của gia đình này, tôi sẽ đuổi cô đi đầu tiên đó nhé. Được, cứ đợi đến khi cô trở thành phu nhân đi rồi nói sau. Cô tiện nhân, tôi nhất định sẽ cho cô biết mặt. Gì xấu xa này dám bắt nạt mẹ của con. Cụ nội, giúp mẹ chúng con chút giận có được không ạ? Cô ta muốn rót nước. Chúng ta rót nước cho cô ta. Cụ nội, con sẽ đi chuẩn bị ngay. Được. Bà Cố nội, bà Cố nội. Bà Cố nội, không phải cháu đang ở nước ngoài tu dưỡng sao, về đây làm gì chứ? Cháu chẳng phải là vì nhớ mọi người quá sao vậy nên mới quay về thăm. Điềm Điềm lại đây, dì ôm một cái. Cái con nhỏ này đáng ghét y như Tô Tử đợi mình gả được vào Cố gia rồi. Mình phải xử lý nó mới được. Mang trà lên. Cảm ơn. Mẹ ơi, Lạc Lạc thằng nhóc này ra tay cũng hung dữ thật. Có khí phách của Cố Khinh Chu ngày xưa. Có con rán. Được lắm, Tô Tuyết dám ở trước mặt tôi đánh đổ ly trà. Cháu, cô như này là có gì bất mãn với tôi sao? Cháu không có, thưa bà Cố nội, cháu không hề có gì bất mãn với bà cả. Trong cái ly trà đó có con rán. Người phụ nữ xấu xa, xem cô sau này còn dám bắt nạt mami của tôi nữa không? Được lắm, thằng nhỏ súc vật kia lại dám giở trò đùa tai quái với tao. Xem tao xử lý mày thế nào. Dừng tay. Anh Khinh Chu, nó dám bỏ con rán vào trong cái ly của em. Em quá tức giận nên muốn dạy nó một bài học thôi. Chỉ là trò đùa tai quái của trẻ con thôi mà đừng có tưởng là thật. Đúng là tiện nhân sinh ra tiện chủng, cũng không biết cái con đàn bà đó có gì tốt. Cố Khinh Chu lại ra sức bảo vệ cô ta và mấy tên tiểu tiện chủng này. Em xin lỗi anh Khinh Chu, em biết sai rồi. Không có chuyện gì nữa thì có thể đi rồi, sau này đừng đến nữa. Sao cơ, năm đó là em cứu anh không thể tuyệt tình với em như vậy.
Tô Tuyết, những năm nay tôi cho em biết bao nhiêu lợi ích. Từng đấy đã đủ để trả lại ân nhân cứu mạng tôi rồi. Nếu như em thấy từng đó vẫn chưa đủ, chưa hài lòng, tôi có thể tìm người khác ghép lại thận cho tôi và trả lại thận cho em. Em không phải có ý đó. Người phụ nữ xấu xa chú Cố bảo cô đi, cô vẫn còn chưa đi đi. Thằng nhóc tiện chủng này trông giống Cố Khinh Chu đến vậy. Chẳng lẽ nào cô gái đó thực sự là Tô Tử sao? Nếu như đúng là như vậy thì dựa vào cô ta để tính toán với Cố Khinh Chu, đổ cho cô ta đem con của Cố Khinh Chu đi, Cố Khinh Chu nhất định sẽ không bỏ qua cho cô ta. Đừng có tưởng rằng chú vừa ra tay giúp con thì con sẽ chấp nhận chú. Có được làm chú con không vẫn phải thông qua khảo sát nữa. Sau này đừng có nghịch ngợm như vậy nữa. Không có chú giúp con thì con nhất định sẽ chịu thiệt lớn đó. Ai bảo cô ta bắt nạt mami của con chứ? Con chỉ là đang dọa cô ấy một chút thôi, biết sớm đã để cô ta ăn con rán luôn rồi. Cô ấy từng bắt nạt mẹ con sao? Cô ấy nói mami của con là bảo mẫu, còn muốn mami của con rót nước cho cô ta. Mami của con không làm thì cô ta sẽ đánh mami của con. Được lắm, Tô Tuyết, vậy mà dám bắt nạt người phụ nữ của tôi. Có muốn đi cắm trại không? Được ạ. Mami, mami. Ơi, sao vậy hả? Mami, mẹ đi cùng chú Cố với con và em gái đi cắm trại đi. Đúng vậy ạ. Mami, chúng ta cùng nhau đi cắm trại đi. Hai đứa bọn con tại sao đột nhiên lại muốn đi cắm trại vậy chứ? Con nghe các bạn nhỏ khác nói những ngôi sao trên đỉnh núi đẹp lắm. Mami, mami với ba đi cùng bọn con nhé. Lạc Lạc từ nhỏ đã hiểu chuyện, rất ít khi đòi hỏi mình điều gì. Rất khó mới có một lần ra yêu cầu mình, vẫn nên đồng ý với thằng bé thì hơn. Được, mẹ đi cùng các con, có điều chú Cố của các con bận công việc, chú ấy không có thời gian. Ấy, anh đã sắp xếp ổn thỏa rồi, gần đây anh gạt hết các công việc lặt vặt sang một bên rồi. Anh đã sắp xếp rồi, ngày mai chúng ta sẽ đi cắm trại. Ìa, được ạ. Sao mình có cảm giác mình bị mắc bẫy vậy trời? Các con tổng cộng có bao nhiêu chiếc xe nhỏ? Ừm, chỗ con có 3 cái, lều dựng xong rồi đây. Được thôi. Tô tiểu thư gấp rút như vậy để ngã vào lòng anh sao? Ngoài ý muốn thôi, hiểu không? Ngoài ý muốn ngã vào lòng anh. Tôi lười với việc phải giải thích với anh. Tô Lạc, con còn làm loạn nữa thì xem mẹ dạy dỗ con thế nào. Con không dám nữa. Hai quả nhiên là muốn kéo gần lại khoảng cách giữa ba và mẹ. Vẫn là phải dựa vào chúng ta. Anh ơi, anh nghĩ ra chủ ý gì hay rồi sao? Đợi lát nữa anh sẽ như này. Không ổn rồi, có gì đó bay vào mắt em gái rồi. Tôi đi xem Điềm Điềm thế nào. Lại là trò nghịch ngợm của con phải không? Nếu không phải mẹ của con thích chú thì con không giúp chú đâu. Có điều điều này không tượng trưng cho việc con chấp nhận chú. Nếu như mà chú không đối tốt với mami thì con cũng không để chú làm ba của con. Làm thế nào mà con nhìn ra được mami của con thích chú vậy? Không phải là viết ngay trên mặt đó sao? Là do chú ngốc lên mới không nhìn thấy. Con là người đầu tiên nói chú ngốc đấy, lại còn là thằng nhóc như con nữa chứ. Con không phải là thằng nhóc, con là một nam tử hán nhí. Con có thể bảo vệ mami. Được, con là nam tử hán nhí. Nể tình chú có mắt nhìn người, con cộng thêm cho chú 5 điểm. Nếu như muốn làm ba của con thì phải nỗ lực hơn nữa. Tuân lệnh thưa sếp Lạc Lạc. Tô tiểu thư, người phụ nữ tên là Tô Hạ đó chính là chị em cùng cha khác mẹ của cô Tô Tửu. Tô Tửu ơi là Tô Tửu. Cô bây giờ bị tôi nắm thóp rồi, xem tôi xử lý cô thế nào. Thơm mẹ một cái đi. Tạm biệt mami, tạm biệt mami, tạm biệt, mau vào trong đi.
Tô Tửu, chúng ta nói chuyện chút đi. Tôi chẳng có gì để nói với cô cả. Trong tay tôi có bằng chứng chứng minh cô là Tô Tửu, bây giờ chúng ta có thể nói chuyện chưa? Tôi đã từng nói với cô rồi, tôi không phải Tô Tửu. Tuy rằng cô không thừa nhận nhưng mà kết quả kiểm tra sẽ không lừa người khác. Được thôi, vậy cô muốn nói gì với tôi chứ? Rời xa Cố Khinh Chu, Tô Tuyết đã biết thân phận thực sự của mình. Mình không thể ở lại lâu nếu không Cố Khinh Chu sẽ biết mình là Tô Tửu. Không chỉ không đem được Điềm Điềm đi, có khi đến Lạc Lạc cũng bị cướp mất. Tôi có thể đồng ý với cô nhưng mà cô phải trả lại sợi dây chuyền mà mẹ tôi tặng cho tôi lại cho tôi. Dây chuyền gì chứ tôi không biết. Cô đừng trả vờ nữa, tôi biết là dây chuyền đang ở trên người cô. Chỉ cần cô trả lại cho tôi lập tức đem con trai tôi rời đi. Tôi nói rồi, không có là không có. Cô còn trả vờ là cô không biết. Cô trả lại dây chuyền cho tôi. Trả lại cho tôi. Nói mẹ tôi tặng tôi sợi dây chuyền này không đáng tiền. Sao cô cứ vấn vương nó hoài vậy? Tô Tửu, nếu cô trả lại sợi dây chuyền ấy cho tôi thì tôi sẽ đi nói với Cố Khinh Chu. Cô chính là Tô Tửu, cô nói xem nếu như anh ấy biết được thì anh ấy có bỏ qua cho cô không? Được thôi, vậy cô đi nói với anh ấy đi. Dẫu sao tôi cũng là mẹ của hai đứa nhỏ. Cô nói xem anh ấy có nể mặt hai đứa nhỏ mà giữ tôi lại không? Đừng có hù dọa tôi. Tô Tửu, không phải cô quên rồi chứ, Cố Khinh Chu căm ghét nhất chính là lừa gạt và tính toán. Cô chính là cái gì cũng dính phải, cô nói xem anh ấy sẽ đối với cô thế nào. Không được, mình không thể lấy con cái ra cược được. Trước khi để Cố Khinh Chu phát hiện ra mình là Tô Tửu, mình phải đem Lạc Lạc rời khỏi đây. Còn về Điềm Điềm thì để tính sau đi vậy. Mẹ ơi, chúng ta gấp gáp như vậy là để đi đâu? Lạc Lạc, chúng ta phải lập tức rời khỏi đây. Nhưng mà em gái vẫn ở đây mà. Mami, chúng ta không đem em gái đi cùng sao? Em gái không lỡ xa ba, chúng ta không thể đem em đi cùng. Sau này chúng ta quay lại thăm em được không? Em gái. Điềm Điềm. Mami lại muốn bỏ lại Điềm Điềm sao? Điềm Điềm, Mami có lỗi với con. Nếu như Mami muốn đi thì đem Điềm Điềm đi cùng có được không? Được vậy, Mami sẽ đem con theo cùng. Nào, chúng ta đi thôi. Không thể nào. Tô Hạ chính là Tô Tửu. Cô ta lần này quay lại chính là vì muốn đem Điềm Điềm đi. Tuyệt đối không thể nào. Anh Khinh Chu, nếu như anh vẫn không tin em thì anh gọi điện thoại đến trưởng mẫu giáo hỏi xem. Có lẽ bây giờ Tô Tửu đã trên đường đem hai đứa nhỏ đến sân bay rồi. Tô Hạ, đừng để anh phải thất vọng. Alo, tình hình thế nào? Cố tổng, 5 phút trước Tô Tiểu Thư đem Tiểu Thư Điềm Điềm rời khỏi mẫu giáo rồi. Được lắm Tô Tửu. Đại ca, anh có thể nhanh hơn chút nữa không? Không được, lái nhanh hơn nữa thì vượt quá tốc độ cho phép rồi. Anh đừng lo nghĩ nhiều nữa, tiền phạt tôi trả. Vậy thì càng không được, tôi phải làm một công dân gương mẫu tôn trọng pháp luật. Chú tài xế ba của cháu là một người xấu. Ba cháu muốn đón cháu và em gái về để mẹ không được gặp bọn cháu nữa. Xin chú có thể lái nhanh lên một chút không? Chú tài xế, cháu không muốn rời xa Mami nữa. Sao lại có loại chuyện như vậy chứ? Mọi người ngồi cho chắc chắn, tôi tăng tốc đây. Cảm ơn anh. Cố tổng, xe tăng tốc rồi. Lái nhanh nữa để chặn xe của họ. Rõ ạ. Tổ tử, e dám lừa tôi thì em chết chắc. Anh bỏ ra. Gan lớn đó nhỉ, dám lừa gạt cả tôi lại còn muốn đem hai đứa nhỏ đi. Đây cũng là đứa con mà tôi mang thai 9 tháng 10 ngày sinh ra. 5 năm trước là em tự động muốn rời xa giao lại Điềm Điềm cho tôi không phải sao? Năm đó không phải tôi bị anh ép sao? Nếu như không phải người của anh cứ theo tôi thì tôi cũng không cần giả chết chạy thoát. Tôi sẽ càng không thể rời xa Điềm Điềm. 5 năm nay tôi không một lúc nào là không nhớ con bé. Nỗi nhớ của em cũng thật rẻ mạt quá nhỉ. Không được làm hại Mami. Điềm Điềm. Ngay ra đó làm gì, đem hai đứa nó đi. Vâng thưa Cố tổng, anh làm gì vậy, thả ra, thả ra.
Tổ tử em lừa gạt tôi đã từng nói rồi, nếu như em dám lừa gạt tôi, thì em sẽ phải gánh chịu hậu quả, từ giờ trở đi em sẽ không được gặp tụi nhỏ nữa. Cố Khinh Chu, anh dựa vào đâu mà không cho tôi gặp con của tôi? Anh không được như vậy, cứ coi như là tôi xin anh đấy có được không? Trả lại con cho tôi, anh trả lại con cho tôi. Dám chọc tức tôi thì phải chấp nhận hậu quả, mùi vị này cô cứ tự mình nếm trải đi. Điềm Điềm Lạc Lạc. Điềm Điềm Lạc Lạc. Cô ơi, Điềm Điềm và Lạc Lạc đâu rồi? Tôi nghe bảo là ba của hai đứa cho chúng chuyển sang trường khác học rồi. Chuyện này cô không biết sao? Chuyển trường sao? Đúng vậy, trợ lý Trần anh ấy đến làm thủ tục chuyển trường. Vậy giờ hai đứa nó chuyển đến trường nào? Chuyện này tôi cũng không biết nữa, tôi có việc xin phép đi trước. Cô ơi, cô ơi. Lần này Cố Khinh Chu thực sự không muốn cho mình gặp Điềm Điềm và Lạc Lạc rồi. Không được, mình không thể chịu thua thế được. Bây giờ mình phải đến nhà anh ta tìm mới được. Anh cho tôi vào trong đi, tôi muốn gặp Lạc Lạc và Điềm Điềm. Cố tiểu thư, xin cô hãy về đi. Cố tổng đã có lệnh không cho cô được phép đi vào. Xin cô đừng làm khó tôi nữa mà. Tô Tửu ơi, Tô Tửu. Không ngờ cô cũng có ngày hôm nay. Tôi tiếc, tất cả chuyện này là do cô gây ra đúng không? Cô cút ngay cho tôi. Cái này sao trách tôi được, có trách thì trách bản thân cô thôi. Sớm biết có ngày này thì đừng nên làm. Cô câm miệng cho tôi. Cô bỏ ra, bỏ tay ra. Nếu cô không muốn chết thì biến khỏi đây cho tôi. Đúng là đồ điên. Hà tất phải vậy chứ? Hai đứa con đó tôi coi chúng như sinh mệnh. Mất hai đứa nó tôi không nên tức giận sao? Tô tiểu thư, cô hãy đi về đi. Giữa trời nắng như vậy đứng ở đây cô sẽ bị cảm đấy. Nếu không gặp được Điềm Điềm và Lạc Lạc tôi sẽ không đi. Chú bắt nạt mẹ của cháu. Từ lúc đó thiện cảm của cháu dành cho chú đã hết rồi. Cháu sẽ không bao giờ nhận chú là ba nữa. Ba là người xấu, Điềm Điềm cũng sẽ không chơi với ba nữa. Em gái đừng quan tâm đến chú ấy nữa. Chúng ta đi thôi. Cố tổng, ở bên ngoài nắng càng lúc càng lớn. Tô tiểu thư dù nói thế nào cũng không chịu đi. Mặc kệ cô ta, cứ để cô ta đứng phơi nắng đi. Dạ. Lạc Lạc, Điềm Điềm, các con đợi mẹ nhé. Mẹ nhất định sẽ đánh bại được tên Cố Khinh Chu đó. Ngu xuẩn. Tô tiểu thư, cuối cùng cô cũng tỉnh rồi. Cô mà không tỉnh, Cố tổng có lẽ sẽ gọi cả bác sĩ trong bệnh viện đến chữa cho cô mất. Anh ta lo cho tôi sao? Chuyện này sao có thể chứ? Anh ta muốn tôi chết còn không được. Cố tổng, anh ấy rất là quan tâm cô đấy. Cô nghĩ xem, anh ấy vì quan tâm cô, biết cô lừa anh ấy nên anh ấy mới tức giận đó. Là như vậy sao? Đương nhiên rồi. Cố tổng là người trước giờ không giỏi về việc thể hiện cảm xúc. Anh ấy chỉ giả vờ như vậy rồi. Cậu hiểu tôi quá nhỉ? Cố tổng à, tôi chỉ là bột miệng nói ra thôi. Anh cứ coi như gió thổi qua tai là được. Ra ngoài. Tôi đi ngay. Chúng ta có thể nói chuyện chút không Cố Khinh Chu? Nói cái gì? Anh có thể trả con lại cho tôi được không? Coi như tôi xin anh đấy. Bây giờ cô tưởng là cô có tư cách nói chuyện với tôi sao? Tôi là mẹ của lũ nhỏ mà. Mẹ sao? 5 năm trước nếu không phải là cô bỏ thuốc tôi thì cô nghĩ là tôi thèm động vào cô chắc. 5 năm trước là do tôi làm sai. Nhưng mà bọn trẻ nó vô tội mà. Nếu như bọn trẻ không thấy tôi, chúng sẽ rất đau lòng. Anh lỡ nhìn hai đứa con của mình buồn sao? Cô đang lấy con dao uy hiếp tôi sao? Tôi không có uy hiếp anh. Tôi chỉ là muốn thương lượng với anh mà thôi. Tôi cũng nói thẳng cho cô nghe này. Tôi nhất quyết sẽ không để loại phụ nữ chuyên dối gạt người khác như cô ở bên cạnh của tôi. Cố Khinh Chu, anh có thể nể tình tôi từng hiến thận cho anh mà đồng ý với tôi được không? Thận của tôi là cô cho tôi sao? Lúc đó tôi cứu anh là tự nguyện. Tôi không nghĩ sẽ muốn gì từ anh. Nhưng bây giờ tôi cầu xin anh trả con lại cho tôi, có được không? Cô cứu tôi là chuyện năm đó cô cứu tôi. Anh nhìn sợi dây chuyền này anh còn nhớ không? Đây không phải là của Tô Tiết sao?
Đương nhiên không phải là của Tô Tuyết rồi, đây là đồ của mẹ tôi để lại cho tôi, chỉ là năm đó cô ta lấy mất của tôi mà thôi. Vậy là năm đó người cứu mình không phải là Tô Tuyết, mà là Tô Tửu. Bảo sao mỗi lần mình gần cô ấy, luôn có một cảm giác quen thuộc khó tả. Anh nhất định phải giúp tôi. Năm đó anh bị tai nạn, là tôi đưa anh đến bệnh viện rồi hiến thận cho anh. Kết quả kiểm tra chúng ta tương thích với nhau, vì vậy tôi mới hiến tạng của tôi cho anh. Nếu anh không tin thì chúng ta có thể đến bệnh viện kiểm tra. Tôi tin. Anh thực sự tin tôi sao? Cô muốn xử lý Tô Tuyết thế nào? Tôi muốn cô ấy mất tất cả. Được, tôi nghe theo cô. Tôi chưa tha thứ cho anh đâu. Lật mặt còn nhanh hơn cả sách luôn đấy. Cô Tô Tuyết, cố tổng của chúng tôi đề nghị thu hồi lại căn biệt thự này, bao gồm cả khối tài sản mà anh ấy đã cho cô nữa. Không thể nào. Tôi là ân nhân cứu mạng của anh ấy tuyệt đối không thể làm vậy với tôi. Cố tổng đã biết được phu nhân mới chính là người cứu mạng anh ấy. Cô là kẻ giả mạo, còn dám ở đây mà ngụy biện sao? Tô Tửu, cô ấy lừa các anh đấy. Trợ lý Trần, anh có thể cho tôi gặp mặt cố tổng được không? Tôi muốn gặp anh ấy để đối chất. Còn muốn ngụy biện nữa sao? Tôi khuyên cô nên sớm rời đi thì hơn. Cố tổng chỉ tịch thu lại khối tài sản, như vậy đã là bao dung với cô lắm rồi. Nếu là người khác chắc là vào tù lâu rồi. Được lắm Tô Tửu, cô làm tôi mất tất cả. Tôi nhất định sẽ không để cô sống yên. Không phải cô rất quan tâm đến hai đứa con của cô sao? Tôi sẽ cho cô nhìn thấy chúng chết như thế nào. Hôm nay mình đặc biệt làm món mà Điềm Điềm và Lạc Lạc thích ăn. Chắc chắn hai đứa nó sẽ thích lắm đây. Alo Tô Tửu, hai đứa con nghiệt chủng của cô đang ở trong tay tôi. Tô Tuyết, cô đừng làm bậy. Cô muốn gì tôi cũng sẽ cho cô hết. Nếu như muốn giữ được mạng của hai đứa nó, thì một mình đến nhà kho bỏ hoang ở ngoại ô cho tôi. Nếu nửa tiếng nữa cô mà không đến, tôi sẽ giết chết chúng. Tôi sẽ đến đó ngay. Lạc Lạc, Điềm Điềm, mẹ đến đây. Nếu cô còn dám bước lên một bước, tôi sẽ thiêu chết hai đứa chúng nó. Tô Tuyết, cô đừng có làm bậy. Có gì chúng ta từ từ nói. Từ từ nói sao? Vậy lúc cô bảo Cố Kinh Chu lấy hết tất cả của tôi, cô có cho tôi từ từ nói không? Tô Tuyết, cô muốn bao nhiêu tiền, tôi đều có thể cho cô được hết. Tôi chỉ cần cô thả hai đứa con của tôi đi thôi. Tiền sao? Tôi nói cho cô biết, bây giờ tôi đây không cần tiền. Tôi chỉ muốn cô chết. Cô tự sát thì tôi sẽ tha cho hai đứa con của cô. Cô nói lời phải giữ lời. Giờ cô có tư cách ra điều kiện với tôi sao? Làm ngay, nếu không tôi giết chết chúng ngay bây giờ. Để tôi làm. Làm ngay đi. Tôi bây giờ sẽ tự tử. Cô phải thả hai đứa con của tôi ra. Em không sao chứ? Mau đi cứu con của chúng ta. Tao phải giết chết mày. Cố Kinh Chu, tôi không cố ý. Tôi không cố ý giết người đâu. Anh sao rồi? Anh đừng có sao đấy. Cứu bọn trẻ. Mau đi cứu bọn trẻ. Mau dẫn cô ta đi. Anh sao rồi? Các người muốn làm gì? Các người muốn làm gì tôi? Anh phải cố lên, anh sẽ không sao đâu. Tiểu Tửu, anh cảm thấy đau quá. Có phải anh sắp chết rồi không? Anh đừng có nói bậy, để em đưa anh đến bệnh viện bây giờ. Hứa với anh một chuyện. Là chuyện gì? Có thể tha thứ cho anh được không? Cố Kinh Chu, anh lừa tôi. Bị dao giả đâm mà cũng đau thật đó. Anh bị điên à? Sao lại lấy chuyện này ra trêu đùa chứ? Cả đời này tôi sẽ không tha cho anh đâu. Đợi anh chút đã. Anh đừng có mà đi theo tôi. Nếu không cả đời này tôi sẽ không tha cho anh đâu. Sao ba vẫn ngồi ung dung ở đây vậy? Mẹ của con sắp kết hôn với người khác rồi kia kìa. Cô ấy đâu rồi? Hình như là đi đến lễ đường rồi. Anh hai à, chúng ta cũng qua đó đi. Có gì còn giúp mẹ chuẩn bị hoa nữa.
ba đối xử với hai đứa không tốt hay gì? Đối xử tạm chấp nhận được. Được rồi, lát nữa ở lễ đường các con nhớ phải nói giúp ba vài câu đấy. Để ba giành lại được trái tim của mẹ con. Chúng ta đi thôi. Được rồi ạ. Đợi đã. Anh thấy em mặc bộ lễ cưới này đẹp không? Đi với anh không cho phép em được cưới người khác. Em không đi. Cho dù em có tức giận như thế nào đi nữa, có tha thứ hay là không? Anh xin em đừng dùng cách này để cản trở tình yêu của hai ta được không? Anh có biết em muốn kết hôn với ai không? Anh mặc kệ em muốn kết hôn với ai, cứ không phải là anh là không được. Người mà em muốn cưới ngày hôm nay chính là anh đấy. Thằng cháu ngốc này. Đây là điều bất ngờ mà tiểu tửu đặc biệt chuẩn bị cho cháu đấy. Đúng vậy đó, mẹ cũng bảo bọn con không được nói với ba. Tửu tửu xinh đẹp, nhà chị chắc lại phải gả cho tên ngốc như em rồi. Chăm sóc tốt cho Tô Tửu. Nếu như anh đối xử không tốt với cô ấy dù chỉ một chút, tôi sẽ khiến cho anh không có lại được cô ấy đâu. Anh xin lỗi nhé. Hôn lễ này lẽ ra anh nên chuẩn bị cho em mới đúng. Mấy ngày hôm nay biểu hiện của anh rất tốt, nên em thưởng chút gọi là động viên cho anh. Vậy cảm ơn phu nhân của anh nhé. Chúc mừng, chúc mừng. Nhìn kìa, trông giàu mỡ chưa kìa. Sắp trung niên rồi đấy. Giờ lành đã đến rồi, chúng ta bắt đầu hôn lễ thôi. Tô tiểu thư xin hỏi cô có đồng ý gả cho anh Cố Kinh Chu làm vợ của anh ấy? Sau này bất luận giàu có hay nghèo khổ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa nhau. Tôi đồng ý. Anh Cố xin hỏi anh có đồng ý cưới cô Tô Tửu làm vợ của anh? Sau này bất luận giàu có hay nghèo khổ, vĩnh viễn sẽ không bao giờ rời xa nhau. Tôi không đồng ý. Anh Kinh Chu, em mới là vợ của anh. Nói bậy, rõ ràng là tôi có quen cô đâu. Cố Kinh Chu, anh rốt cuộc giấu mấy cô bồ nhí mà không cho em biết? Không có, anh chỉ có mình em mà thôi. Anh Kinh Chu, anh đừng có ăn bánh mà không chịu đổ vỏ. Trong bụng em đang mang thai con của anh đây này. Cố Kinh Chu, hôm nay anh chết với tôi. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.